Xin kính chào các quý khán giả của Thế giới xe ô tô. Hôm nay tôi xin được giới thiệu đến quý vị lịch sử hình thành và phát triển của một trong những công ty ô tô lớn nhất thế giới, đó là Ford Motor Company. Công ty Ford Motor là một nhà sản xuất ô tô đa quốc gia có trụ sở chính tại Dearborn, bang Michigan, ngoại ô Detroit. Công ty được Henry Ford thành lập vào ngày 16 tháng 6 năm 1903. Công ty này bán ô tô và xe thương mại dưới thương hiệu Ford và hầu hết các xe hạng xăng dưới thương hiệu Lincoln. For cũng sở hữu nhà sản xuất SUV Brazil Chowler, 8% cổ phần của Aston Martin của Vương quốc Anh và 32% cổ phần của The Angling Moto. Công ty này cũng có liên doanh tại Trung Quốc, Chang An For, Đài Loan Folio Ho, Thái Lan Auto Alliance Thailand, Thổ Nhĩ Kỳ For San và Nga For Salers. Công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán New York và được kiểm soát bởi gia đình For, họ có quyền sở hữu thiểu số nhưng có đa số quyền lực bỏ phiếu. Ford đã giới thiệu các phương pháp sản xuất ô tô quy mô lớn và quản lý quy mô lớn của lực lượng lao động công nghiệp bằng cách sử dụng các quy trình sản xuất được thiết kế công phu, tiêu biểu bằng các dây chuyển lắp ráp. Đến năm 1914, những phương pháp này được biết đến trên toàn thế giới với tên gọi Fordism. Các công ty con cũ của Ford là Jaguar và Land Rover được mua lần lượt vào năm 1989 và 2000 và đã được bán cho Tata Motors, Ấn Độ vào tháng 3 năm 2008. Ford sở hữu nhà sản xuất ô tô Thụy Điển Volvo từ năm 1999 đến năm 2010. Năm 2011, Ford đã ngừng sản xuất thương hiệu Mercury, với thương hiệu này hãng đã bán ra thị trường những chiếc xe hạng xăng ở Hoa Kỳ, Canada, Mexico và Trung Đông kể từ năm 1938. Ford là nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai của Mỹ, sau General Motors và lớn thứ năm trên thế giới sau Toyota, Volkswagen, Hyundai, Kia và General Motors, dựa trên lượng xe sản xuất năm 2015. Vào cuối năm 2010, Ford là nhà sản xuất ô tô lớn thứ năm ở châu Âu. Công ty đã trở thành công ty đại chúng vào năm 1956 nhưng gia đình Ford, thông qua cổ phiếu loại B đặc biệt, vẫn giữ 40% quyền biểu quyết. Trong cuộc khủng hoảng tài chính vào đầu thế kỷ 21, Ford đã gần như phá sản, nhưng nó đã quay trở lại và có lợi nhuận. Ford là công ty có trụ sở tại Mỹ đứng thứ 11 trong danh sách Fortune 500 năm 2018, dựa trên doanh thu toàn cầu năm 2017 là 156,7 tỷ USD. Năm 2008, Ford sản xuất 5.532.000 ô tô và sử dụng khoảng 213.000 nhân viên tại khoảng 90 nhà máy và các cơ sở trên toàn thế giới. Lịch sử hình thành và phát triển Henry Ford đã 39 tuổi khi ông thành lập công ty Ford Motor, công ty sau đó trở thành một trong những công ty lớn nhất và có lợi nhuận cao nhất thế giới. Nó đã được gia đình ông kiểm soát liên tục trong hơn 100 năm và là một trong những công ty do gia đình kiểm soát lớn nhất trên thế giới. Nỗ lực đầu tiên của Henry Ford thành lập một công ty xe hơi dưới tên riêng của ông là công ty Henry Ford vào ngày 3 tháng 11 năm 1901, nhưng nó đã trở thành công ty Cadillac Motor vào ngày 22 tháng 8 năm 1902 sau khi Henry Ford rời đi với quyền đi kèm tên của mình. Ford Motor Company được ra mắt trong một nhà máy cũ được chuyển đổi vào năm 1903 với 28.000 đô la tiền mặt từ 12 nhà đầu tư, nổi bật nhất là John và Horace Dodge, người sau này thành lập công ty xe hơi của riêng mình. Chủ tịch đầu tiên của công ty không phải là Henry Ford mà là nhân viên ngân hàng địa phương John S. Ray, người được chọn làm chủ tịch để xoa dịu nỗi sợ hãi của các nhà đầu tư rằng Henry Ford sẽ rời công ty mới theo cách mà ông đã rời bỏ công ty trước đó. Trong những năm đầu tiên, công ty chỉ sản xuất một vài chiếc ô tô mỗi ngày tại nhà máy của mình trên Đại lộ Mach và sau đó là nhà máy của nó trên Đại lộ Piquette ở Detroit, Michigan. Các nhóm gồm hai hoặc ba người đàn ông làm việc trên mỗi chiếc xe lắp ráp nó từ các bộ phận được sản xuất chủ yếu bởi các công ty cung ứng ký hợp đồng với Ford. Chiếc ô tô chạy bằng xăng đầu tiên đã được tạo ra vào năm 1885 bởi nhà phát minh người Đức Kabenz, Benz Pattern Motorwagen. Các phương pháp sản xuất hiệu quả hơn là cần thiết để làm cho ô tô có giá cả phải chăng cho tầng lớp trung lưu, mà Ford đóng góp bằng việc đưa vào sản xuất dây chuyển lắp ráp di chuyển đầu tiên vào năm 1913 tại nhà máy của Ford ở Highland Park. Từ năm 1903 đến 1908, Ford đã sản xuất các mẫu A, B, C, F, K, N, G và S. Hàng trăm đến vài nghìn chiếc trong hầu hết các mẫu này được bán mỗi năm. Năm 1908, Ford đã giới thiệu xe Model T được sản xuất hàng loạt đầu tiên, với tổng số hàng triệu chiếc được bán trong gần 20 năm. Chiếc xe đã đem đến cơ hội được sở hữu ô tô với hầu hết người dân Hoa Kỳ đầu thế kỷ 20 và làm thay đổi ngành công nghiệp ô tô của Mỹ nói riêng và toàn thế giới nói chung. Năm 1927, Ford đã thay thế Model T bằng Model A, chiếc xe đầu tiên có kính an toàn trong kính chắn gió. Ford ra mắt chiếc xe giá rẻ đầu tiên với động cơ V8 vào năm 1932. Trong nỗ lực cạnh tranh với các hãng xe giá trung bình như Pontiac, Oldsmobile và Buick của GDR Moto, Ford đã tạo ra xe Mercury vào năm 1939 như một chiếc xe đồng hành có giá cao hơn cho Ford. Henry Ford đã mua công ty ô tô Lincoln vào năm 1922, để cạnh tranh với các thương hiệu như Cadillac và Packard cho phân khúc cao cấp của thị trường ô tô. Năm 1929, Ford được chính phủ Liên Xô ký hợp đồng thành lập nhà máy ô tô Gorky ở Nga ban đầu sản xuất Ford Model A và AA do đó đóng vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa của quốc gia này. Việc thành lập một phòng thí nghiệm khoa học tại Dearborn, Michigan vào năm 1951, thực hiện nghiên cứu cơ bản không bị cản trở, dẫn đến việc Ford tham gia vào nghiên cứu siêu dẫn theo một cách không ai ngờ tới. Năm 1964, Ford Research Labs đã tạo ra một bước đột phá quan trọng với việc phát minh ra thiết bị giao thoa lượng tử siêu dẫn gọi tắt là Squid. Ford đã cung cấp gói an toàn Lygat cho xe từ năm 1956, bao gồm những cải tiến như vô lăng đĩa tiêu chuẩn và lần đầu tiên trong xe hơi cung cấp dây an toàn phía sau. Ford đã giới thiệu khóa cửa chống trẻ em vào các sản phẩm của mình vào năm 1957, và trong cùng năm đó, đã cung cấp mùi cứng có thể thu vào đầu tiên trên một chiếc xe 6 chỗ sản xuất hàng loạt. Cuối năm 1955, Ford thành lập bộ phận Continental như một bộ phận xe hơi sang trọng riêng biệt. Bộ phận này chịu trách nhiệm sản xuất và bán chiếc Continental Mark II nổi tiếng. Đồng thời, bộ phận S được tạo ra để thiết kế và đưa ra thị trường chiếc xe đó bắt đầu từ năm 1958. Do doanh số hạn chế của thảm họa Continental và S, Ford đã sắp nhập Lincoln, Mercury và S thành Mel, và sau đó lại đóng cửa S, Mel đổi thành Lincoln Mercury, từ tháng 11 năm 1959, Ford Mood tăng được giới thiệu vào ngày 17 tháng 4 năm 1964 trong hội trợ thế giới New York năm 1965. Ford giới thiệu đèn nhắc nhở cài dây an toàn. Với những năm 1980, Ford đã giới thiệu một số loại xe rất thành công trên khắp thế giới. Ford bắt đầu sử dụng khẩu hiệu quảng cáo. Gần đây bạn đã lái một chiếc Ford chưa? Để giới thiệu khách hàng mới cho thương hiệu của họ và làm cho xe của công ty hiện đại hơn. Vào năm 1990 và 1994, Ford cũng đã mua lại Jaguar Cars và Aston Martin. Trong thời gian từ giữa đến cuối những năm 1990, Ford tiếp tục bán một số lượng lớn xe hơi, trong nền kinh tế Mỹ đang bùng nổ với thị trường chứng khoán tăng vọt và giá nhiên liệu thấp. Với sự khởi đầu của thế kỷ mới, chi phí chăm sóc sức khỏe, giá nhiên liệu cao hơn và nền kinh tế đang suy yếu dẫn đến thị phần giảm, doanh số giảm và biên độ lợi nhuận giảm. Hầu hết lợi nhuận của công ty đến từ việc tài trợ cho các khoản vay ô tô tiêu dùng thông qua công ty tín dụng Ford Motor. Thế kỷ 21 William Clay Fazier chất của Henry Ford và được biết đến với biệt danh Bin, được bổ nhiệm làm chủ tịch điều hành năm 1998 và cũng trở thành giám đốc điều hành của công ty vào năm 2001 với sự ra đi của Jack Kunasser, trở thành thành viên đầu tiên của gia đình Ford đứng đầu công ty kể từ khi Henry Ford hai nghỉ hưu vào năm 1982. Ford đã bán công ty kỹ thuật đua xe thể thao có suốt cho Zero Forsyth và Kevin Cockhoven vào năm 2004, khởi đầu cho sự giảm sút sự tham gia vào môn đua xe của Ford. Đến năm 2005, cả trái phiếu doanh nghiệp của Ford và GM đã bị hạ cấp xuống tình trạng rác do chi phí chăm sóc sức khỏe cao của Hoa Kỳ với lực lượng lao động giả cỗi, giá xăng dầu tăng cao, làm sói mòn thị phần và phụ thuộc quá nhiều vào doanh số bán xe SUV đang bị giảm dần. Tỷ suất lợi nhuận giảm trên các phương tiện lớn do ưu đãi, tăng dưới hình thức giảm giá hoặc tài trợ lãi suất thấp để bù đắp nhu cầu tiêu thụ xe hơi giảm. Vào nửa cuối năm 2005, Chủ tịch Binford đã yêu cầu chủ tịch bộ phận Ford châu Mỹ mới được bổ nhiệm Mark Fields để phát triển một kế hoạch đưa công ty trở lại có lợi nhuận. Fields lập ra kế hoạch, được đặt tên là con đường phía trước, vào ngày 7 tháng 12 năm 2005, trong cuộc họp hội đồng quản trị của công ty và nó đã được công bố vào ngày 23 tháng 1 năm 2006. Con đường phía trước bao gồm thay đổi quy mô công ty để phù hợp với thực tế thị trường, loại bỏ một số mô hình không có lợi và kém hiệu quả, củng cố dây chuyền sản xuất, đóng cửa 14 nhà máy và cắt giảm 30.000 việc làm. Ford chuyển sang giới thiệu một loạt các xe mới, bao gồm cả crossover SUV được xây dựng trên nền tảng xe unibody, thay vì khung gầm thân xe. Khi phát triển các công nghệ hệ thống truyền động điện hybrid cho chiếc SUV Ford Escape Hybrid, Ford đã xin cấp phép cho các công nghệ hybrid tương tự của Toyota để tránh vi phạm bằng sáng chế. Ford tuyên bố sẽ hợp tác với công ty cung cấp điện sao thường California Edison, SCE để kiểm tra tương lai của xe lai sạc điện về cách hệ thống năng lượng của nhà và xe sẽ hoạt động với lưới điện dân dụng. Theo dự án trị giá hàng triệu đô la kéo dài nhiều năm, Ford sẽ chuyển đổi một đội xe chỉnh diễn của Ford Escape Hybrid thành xe lai sạc điện, và SCE sẽ đánh giá cách các xe có thể tương tác với gia đình và lưới điện dân dụng như thế nào. Một số phương tiện sẽ được đánh giá theo các cài đặt của một khách hàng điển hình. Sau khi Chủ tịch và Giám đốc điều hành Jim Perdiller nghỉ hưu vào tháng 4 năm 2006, 5 tháng sau, vào tháng 9, Ford đã bổ nhiệm Alan Mulally làm Chủ tịch và CEO, với Bill Ford tiếp tục là Chủ tịch điều hành. Vào tháng 12 năm 2006, công ty đã nâng khả năng vay lên khoảng 25 tỷ đô la, đặt gần như tất cả tài sản của công ty làm tài sản thế chấp. Chủ tịch Binford đã tuyên bố rằng phá sản không phải là một lựa chọn. Ford và United Auto Worker, đại diện cho khoảng 46.000 công nhân làm việc tại Bắc Mỹ, đã đồng ý với một thỏa thuận hợp đồng lịch sử vào tháng 11 năm 2007, cho công ty một thời gian trễ đáng kể về việc thanh toán chi phí chăm sóc sức khỏe về hưu đang diễn ra và các vấn đề kinh tế khác. Thỏa thuận này bao gồm việc thành lập một ủy thác của Hiệp hội Người Thụ Hưởng Nhân viên Tự Nguyện, vi bơ do công ty tài trợ, độc lập để chuyển gánh nặng chăm sóc sức khỏe về hưu từ sổ sách của công ty, từ đó cải thiện bảng cân đối kế toán. Sự sắp xếp này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2010, được coi là một dấu hiệu của tiềm lực sở hữu tiền mặt hiện tại mạnh mẽ của mình. Ford đã đóng góp toàn bộ trách nhiệm hiện tại của mình ước tính khoảng 5.5 tỷ USD vào ngày 31 tháng 12 năm 2009, cho Viber bằng tiền mặt và cũng trả trước 500 triệu USD các khoản nợ tương lai của nó cho quỹ. Thỏa thuận cũng mang lại cho người lao động theo giờ sự đảm bảo công việc mà họ đang tìm kiếm bằng cách công ty cam kết đầu tư đáng kể vào hầu hết các nhà máy của nó. Công ty sản xuất ô tô này đã báo cáo khoản lỗ hàng năm lớn nhất trong lịch sử công ty năm 2006 là 12,7 tỷ đô la và ước tính rằng nó sẽ không có lợi nhuận cho đến năm 2009. Tuy nhiên, Ford đã gây bất ngờ cho phố Wall trong quý 2 năm 2007 bằng cách công bố lợi nhuận 750 triệu đô la. Mặc dù có lợi nhuận, công ty đã kết thúc năm với lỗ 2,7 tỷ USD, phần lớn là do tái cấu trúc tài chính tại Volvo. Vào ngày 2 tháng 6 năm 2008, Ford đã bán các mảng của Jaguar và Land Rover cho Tata Motors với giá 2,3 tỷ đô la. Trong các phiên điều trần quốc hội được tổ chức vào tháng 11 năm 2008 tại Washington DC và trong một chương trình hỗ trợ, Alan Mulally của Ford đã tuyên bố rằng chúng tôi tại Ford hy vọng rằng chúng tôi có đủ thanh khoản. Nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị cho triển vọng điều kiện kinh tế xấu hơn nữa. Mulally tiếp tục tuyên bố rằng sự sụp đổ của một trong những đối thủ cạnh tranh của chúng tôi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Ford và Ford Company hỗ trợ cả Chrysler và General Motors trong việc tìm kiếm các khoản vay của chính phủ trong điều kiện do khủng hoảng tài chính 2008 gây ra. Cùng với nhau, ba công ty đã trình bày các kế hoạch hành động cho sự bền vững của ngành. Mulally tuyên bố rằng ngoài kế hoạch của chúng tôi, chúng tôi cũng có mặt hôm nay để yêu cầu hỗ trợ cho ngành công nghiệp. Trong thời gian ngắn sắp tới, Ford không yêu cầu một khoản vay cầu nối của chính phủ. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu một hạn mức tín dụng 9 tỷ USD như một đệm lót quan trọng GM và Chrysler cũng đã nhận được các khoản vay của chính phủ và tài chính thông qua quy định tài trợ pháp luật TAP.